Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với mọi người set up planner tháng 10 nhé. Cái planner này thì lên hơi muộn một chút so với mọi khi, bởi vì là dạo này thì mình vừa mới tiêm vaccine về, với cả mình cũng hơi bận một chút nữa. Những tháng trước thì mình đều chỉ làm với cả một hai màu sắc thôi, thế nhưng mà lần này thì mình muốn làm khác đi một chút và cho thêm một chút màu sắc để planner của mình trông xinh hơn. Lần này thì mình chọn chủ đề là Halloween, một sự kiện rất là lớn trong tháng 10. Thế nên là mình sẽ chọn những cái màu sắc thuộc tông nâu, cam và vàng để cho phù hợp với chủ đề này. Tất cả màu sắc mình dùng ở đây đều là màu của Fever Ten nhé. Cái màu này thì rất là nổi luôn rồi đúng không? Màu sắc thì rất là đa dạng. Cái độ lên màu nó cũng rất là chuẩn mà giá thành lại rẻ. Quan trọng nhất ý, đấy là nó là hàng Việt Nam chất lượng cao. Tuy nhiên là nếu như là bạn nào mà không có cái Fever Ten này thì mọi người cũng có thể dùng màu dạng cũng không sao nhé. Với cả ngoài ra thì mình cũng dùng cái cây bút gel Muji ngòi 0.5 như mọi khi. Vì tháng này mình cũng không sử dụng bất cứ một loại sticker nào hết, thế nên mọi người cũng yên tâm nha. Tháng nay mình có thay đổi cách setup planner một chút, thay vì mình cho nhiều mục và nhiều trang như mọi khi thì mình quyết định là mình sẽ thu gọn lại chỉ còn hai trang cho những cái mục mà thực sự cần thiết thôi. Bởi vì là như những tháng trước thì mình cho rất là nhiều mục, cho rất là nhiều trang, để rất là nhiều chỗ trống, thế nhưng mà mình lại không dùng hết và mình cảm thấy nó rất là phí giấy ấy, mọi người. Với cả khi mà mình làm planner quá nhiều trang thì mình có một cái ấy, đấy là mình bị ngại làm planner ấy mọi người. Cứ đến cuối tháng thì mình lại cảm thấy là mình phải làm vài trang planner, mình sẽ cảm thấy rất là mệt. Thế nên là mình quyết định là làm nó tối giản đi một chút và chỉ giữ lại những cái mà thực sự cần thiết thôi. Như vậy thì mình sẽ theo dõi thông tin một cách dễ dàng hơn. Thì với cả cách trang trí mới này thì bắt đầu mình cũng sẽ làm một cái tiêu đề tháng 10 và trang trí với cả một cái hình bí ngô thật là cute handmade ở đây. Và sau đó thì mình sẽ vẽ một cái bảng như mọi khi. Cái quyển lịch này thì nó sẽ viết to một chút. Bình thường thì mình sẽ có một cái lịch nhỏ, thế nhưng mà lần này thì mình sẽ bỏ cái lịch nhỏ đấy đi và chỉ viết một cái lịch to này thôi. Và cái lịch to này thì mình sẽ dùng để ghi chú những điều thực sự quan trọng hay là những cái event rất là quan trọng, ví dụ như là sinh nhật của bạn bè mình, của gia đình mình. Vì thế nên là mình sẽ vẽ nó to vừa đủ. Ở đây thì mình quyết định là mình không dùng thước khi mà mình vẽ cái bảng này, bởi vì là cái chủ đề của mình là Halloween ấy mọi người. Bình thường thì với cả những cái hoa văn trang trí Halloween mình thấy họ ít khi sử dụng đường thẳng, thế nên là mình quyết định là vẽ bằng tay để cho cái nét của mình nó được tự nhiên hơn. Và bởi vì là mình không đo đạc trước, không đo đạc kỹ cả nên là mình bị sai tùm lum luôn ấy mọi người. Nên là ở đây mình đã phải sửa rất là nhiều. Ở dưới đây mình sẽ cho thêm một cái mục nốt vào, và cái chữ nốt này mình cũng viết nó cho thật là đáng Có chú thể là trong ý. video mọi người không Với nhìn một thấy cái đâu, giấy thế nhưng chấm mà than mình to dùng bút đùng xóa để cực mình kỳ chú ý nhiều vào luôn nó hơn. Và cả á. quyển lịch lẫn cái nốt này mình đều đổ bóng cho nó bằng một màu khác tông, và nó vẫn thuộc cái ba cái tông màu nâu, cam, vàng mà mình chọn thôi. Và cái bên còn lại thì hơi trống, thế nên là mình quyết định trang trí thêm một cái hình doodle thật là to. Ở đây thì mình chọn decor bằng một cái hình lâu đài đen xì thật là to. Cái hình này thì mình tìm ở trên Google ấy, mọi người có thể search trên Google là Halloween doodle thì nó sẽ ra rất là nhiều, và mình thấy cái hình này khá là dễ vẽ, thế nên là mình đã vẽ theo nó. Cái hình này thì nhìn trông nó có vẻ rất là khó ấy, nhưng mà thực ra nó rất là đơn giản luôn. Chỉ cần lúc mà mới vẽ ra thì nhìn trông nó hơi xấu, nhưng mà nếu mà mọi người tô đen xì vào thì mọi người sẽ thấy là nó xịn hơn rất là nhiều. Và sau khi mà tô xong thì mình thấy nó hơi trống trống, nên là mình đã đổ bóng màu vàng cho nó để nhìn cho giống ánh trăng ấy mọi người. Và sau khi mà đổ xong thì mọi người có thể thấy là nó trông xịn xò rất là nhiều luôn. Sang trang bên cạnh thì mình sẽ chia làm hai nửa, một nửa để ghi playlist, còn một nửa thì mình sẽ ghi các mục cần thiết như là to-do list, event, expense và tracker. Với cả mỗi cái mục này thì mình sẽ chọn những cái màu khác nhau để trang trí. Ở đây thì mình lấy thêm những cái phần màu vàng nữa để mỗi ô sẽ có một màu. Và mình đánh số 1, 2, 3, 4 cho những cái ô này. Bên phần playlist thì mình vẫn sẽ trang trí như mọi khi thôi, thế nhưng mà không dành ra hẳn một trang nữa mà mình chỉ dành một góc trang thôi. Đầu tiên thì mình sẽ ghi một chữ playlist thật là to và trang trí thêm một chút và vẽ những cái ô như mọi khi. Trong tháng này nếu như mà mình có thích bài hát nào thì mình sẽ ghi vào đây. Và sau đó thì cái trang này nó vẫn khá là trống ở dưới ấy, thế nên là mình trang trí thêm bằng một vài hình doodle đơn giản. Ở đây thì mình chọn vẽ hình kẹo, nó cũng rất là hợp chủ đề đúng không mọi người, bởi vì kẹo thì cũng rất là gắn liền với cả Halloween. Cái này thì mình vẽ hơi ẩu một tí, thế nhưng mà nhìn sang thì chắc cũng không đến nỗi tệ phải không mọi người. Và cuối cùng thì mình dùng các màu tông cam và vàng để chia những cái phần event to do ở bên trái nó được rõ ràng hơn,
và dùng các chấm tròn để làm một cái viền đơn giản trang trí cho cái trang nó bớt trống ấy. Vậy là mình đã trang trí xong cái phần planner tháng 10 của mình rồi, với một cách rất là nhanh và đơn giản hơn hẳn so với cả mọi khi của mình. Và lần này mình cũng đã sử dụng rất là nhiều màu sắc rồi. Nếu như mà mọi người thích những cái video như thế này thì mọi người đừng quên like, share và subscribe cho mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong planner tháng tiếp theo. Bye bye!